bạn nha. Rồi, chào mấy bạn luôn. Chào mấy bạn nha. Bữa nay mình tiếp tục đi thăm bảy cà cút nha bạn, do hết mùa chỉ còn con tay lứ cuối cùng, đánh bữa nay chắc anh em mình cắt lứ rồi ít bữa đánh thứ khác rồi mấy bạn ơi. Đây là những gương mặt thân quen nha mấy bạn. Còn đây là cái như cái này là mình đem tối nay mình trông được gặp này nha mấy bạn. Mấy bạn ở đây là ở Cần Thơ nha, đấy thôi mấy bạn thấy bản số 77 mấy bạn nói này ở đâu cũng chứ Cần Thơ gì. Rồi thôi, lời nói đầu tiên cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Giờ đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Giờ như mọi hôm thì anh em mình đêm nay tiếp tục đi bảy cà cuốc, mà nghe mình nói cũng gần hết mùa rồi, ta tay này cũng là tay đánh chỗ cái ao sen mà anh em mình đi thăm bảy gắn gặp nè. Rồi hỏi anh đi hướng nào á? Rồi anh em mình bảy đêm nay nói chung rồi em mình nãy có nói đây dính không dính gì chắc sắp tới anh em mình cuốn lưới tại vì nó hết mùa nghe mấy bạn. Bởi vậy thì bởi vậy cà cuốc thì người ta đánh theo mùa thôi chứ không phải đánh được hoài. Vì con này người ta thường hay gọi là con mỏ nhát nha mấy bạn, ở miền Bắc thì người ta kêu là con giá dung nha. Mấy anh em mình thì kêu là con cà cuốc, nói chung nó tới ba bốn tên gọi là như vậy. Trời ơi, con cô ôn sáu nè, sáu nè. Ôi con sáu, sáu đang trình, đang nói chuyện con sáu bài tập tập. Rồi thôi anh em mình bắt đầu đi thăm lưới nha mấy bạn. Rồi có dính mình bấm máy lên cho mấy bạn xem nha. Có dính thì dính ít về ít, dính nhiều quá nhiều nha mấy bạn, cái gì mấy bạn thông cảm. Trời chiều cũng lầm thì tính mưa mà chứ mà không mưa mấy bạn ơi. Rồi đi đường nào hả Tâm? Anh đi trên giữa bờ đi, giữa bờ dễ đi ha. À đi, rồi rồi rồi. Rồi mấy anh em mình nó đang bắt đầu nó xuống đây nè, quay cho các bạn xem nó đang xuống dưới nó đuổi nha các bạn. Đó, đó, con em nó đang bên đó đó. Rồi anh em Tâm thì nó phía đây. Hai đứa nó đuổi dài ngoài ta lứ mình căng nửa ao ngoài. Rồi thôi mình bấm tạm ngưng máy đây nha. Ra ngoài mình bấm máy cho các bạn xem. Rồi, anh em mình đi qua gỡ nha các bạn. Nãy giờ anh em mình nghe mình nó đuổi dài vô nè. Đây là mương sen nha mấy bạn. Ây da. Đây, ngao sen đây. Cận cảnh ngao sen cho các bạn xem nè nó. Ôi, tài lưới nghe mình dần đi. Giờ ruộng thì người ta xới hết rồi, hết mùa vụ rồi các bạn. Anh em mình đánh trên cái ao sen nè. Bên ông nhìn tôi nói gan không? Ủa, cái lòng không nha mấy bạn. Ờ, biết con này mới đúng con cà cuốc nè. Con này quá mập. Quá mập. Quá thề mấy bạn ơi. Anh trên bờ mà anh nghe nó sắn như vậy bập bập nè. Mình đánh bắt đây mấy bạn thấy có giống ai không? Người ta thổi còn mấy mình đuổi. Ừ. Anh em mình chơi đuổi không à. Đuổi cho giật mình bãi dướng mấy bạn. Chứ không phải như người ta đánh lưới gình sáng đêm vậy là anh em mình về đó. Mà hổng gài mình thấy dính buổi sáng nhiều hơn buổi tối mấy bạn ơi. Ờ gỡ lại gai đi có đâu. Để em lại lại. Này có mương giữa không trời? Không. Làm cái ạt cái lúc máy luôn ạ. Này bữa hổm căng queo rồi, giờ nay cũng xanh. Cái nước duy nhất. Đâu đậm rồi, bỏ vô con cò. Em cò. Em cực quốc. Dãy vậy, cái nước anh dãy. Này sáng bộ dính nhiều à. Ừ, sáng, sáng thường thường nó dính hổm gà dính buổi sáng mà buổi tối nó dính. Sáng cả mà dính. Sáng ghé rước anh cái chị. Ừ, ghé anh đi ha. Ừ. Mấy giờ? Mấy giờ đi? Em hả? Ừ. Sáng là tới 5 giờ 5 rưỡi không được không? 5 rưỡi hả? Ừ, 5 rưỡi là hơi trễ em đó. Dạ biết gì 5 giờ.
ông có 5 rưỡi đi cho ông tỉnh tỉnh táo chút đi. Nhưng mà 5 giờ anh thức được rồi. Chuẩn bị đồ dừa đó. Con cá bị chạy cái lên sẵn rồi. Đi bên đây em thấy gỡ nhiều hơn á. Có sen luôn, mời các bạn mình học sen. Đây, mời bạn ăn mình học sen nha. Có sen ăn luôn nha các bạn. Một chút nữa, đã xong. Lậu như lậu dịch nha các bạn. Mấy con là 3 hả? 3 con, 3 con, 3 cây cuốc, con cò là 4 rồi. Trời ơi, con đó xuống nước luôn hả? Chưa hết 7 cây cuốc này chị ơi. Chưa đâu. Còn chị mình gấp cá chục lắm. Quá trời, mấy con này nào nấy nó mập kìa, nó cứu vụ á. Nào nay mỏ chà bá là hiểu rồi. Đây nha các bạn. Xin chào các bạn đi con. Anh nói trong bụng nó ông bắt tôi mà ông kêu tôi chào. Thấy con nói nó ở bên cái gò này nhiều phải không chị? Mấy con? 5 số con rồi. 5 cà rốt rồi đó. Nó bỗng dữ ha. Con chụp rồi, con thứ 6 rồi đó. Chính còn đang gỡ này không? Con biết đâu, không biết gặp gì. 6 con, 7 cà rốt thôi. Trời trời, lũng lỗ này có đi ngang nè chị. Lỗ này chịu đâu có chữ rồi. Nè. Thôi đủ nữa. Đi trong làm thử cái ha. Đi trong mình thấy nó có bay gì nó bay ra chứ đâu. Bay dễ gọi đó đó. Mà này tôi nói buổi sáng dính mày ngán ác luôn rồi nè. Mà có cái mình văng đây không tịch ha, cái văng văng cục cỏ đó đó. Sáng nào tôi gặp nó ngoài đó đó. Tôi với anh hai gặp hoài vậy. Bỏ bên nào lấy tôi. Thôi mà văng bữa nay cứ nghỉ gì trời vậy đó, mình lấy hoài mệt chết, mót hoài con hoài quýnh quýnh bữa một à. Vậy chơi nhát nè. Nó làm dính xem dữ trời. Kêu kìa. Nó kêu lại sao kìa. Giờ ra đằng ngoài đuổi vô cái nó đi. Tự. Nè, cảnh thằng ơi trời rớt xuống đây thằng chỉ lủng lỗ này kịp. Ừ. Đó. Bởi vì hồi nãy tôi nói sao làm gì cái lưới này nó dính dưới đây dữ tôi hỏi ông đó. Đúng lỗ này con gì dính trời. Rồi... trâu hay vậy? Rồi anh hai ở trên bờ. Vậy là 7 con cà cuốc hả? Ừ. Rồi, 7 con cà cuốc con còn nha các bạn. Đây chị ơi đi đâu cho xa chị ơi. Ừ, tới sâu không? Sâu hung không? Rồi thôi mình lên bờ mình tại nào mấy anh em mình đuổi vô rồi mình xuống mình gỡ tiếp nha mấy bạn. Rồi tiếp tục mình ra mình thăm nha các bạn. Anh em mình nó đuổi vô nè. Đây nãy đuổi cứu cầu vậy. Đem bển luôn đi. Nãy đuổi ở ngoài đuổi vô đường con mình không ra quay các bạn. Con không ra quay. Có cút này em mình đuổi với thấy 2-3 con gì nè. Bạn có dính nào? Chắc tổng cộng có con được 9-10 con nha mấy bạn, cũng im rồi. Rồi. Bà nội nó trời nãy nó vô nó sắn vô con bự hết biết rồi. Sắn chắc chỗ thủng này quá. Không có nó sắn sao văng rồi. Chứ nó không qua được. Hơi nó bay làm như gớt chứ nó bay chứ. Nó gớt nước rồi nha, rồi nó bay ra luôn. Về con dưới nước kìa. Cái này con tay lớn được nhiêu là cũng trúng đó nha các bạn. Con tay mà được nhiêu là sống khỏe rồi. Này mình hết chỗ đánh rồi các bạn ơi, này mình đánh tới miếng sen luôn đó mấy bạn thấy không? Ừ. Còn mấy đồng nghiệp kia còn đánh được là mấy bạn biết sao, mùa này là mùa của mấy đồng nghiệp kia là do người ta thổi nha mấy bạn. Còn anh em mình đâu có thổi đâu, đuổi cho nên là đắt chấm mới văng là đuổi được. Còn ta thổi nhiều khi người ta cầm cây trên bờ, người ta đâu có lội như dưới nước như mấy anh em mình. Bởi cỡ này người ta mới thổi trúng nè. Mà ngược lại anh em mình không thổi, đuổi.
nó gỡ lên đó con. Rồi. Con hết biết mập. Ba. Rồi hả? Kịp gỡ nhanh gì vậy? Chưa kịp lại quay nữa là xong rồi. Gỡ lại ra đi. Hồi nãy giờ có nhiêu thì nó cũng nhiêu đó rồi. Như là 9 10 con vậy. 10 con. 7 con ờ nên với nãy con là 8 8 này 2 là 10. 10 con cà cuốc nha mấy bạn, một con cò là 11. Ê, con ngát ngát mất tiêu rồi. Nó ngát đầu mất tiêu chừng rồi. Ồ, đêm mà nhiêu đây con tay một gì là sống dài rồi. Tại vì hết chỗ đánh mấy bạn ơi, còn được con điểm này một mình đi thăm lưới gắn mình dò dò hổm gà này mấy bạn. Bữa hổm mình chỉ đó. Đó. À. Một tay mà nhiêu cũng được ha các bạn. Ừ. Mà thêm mà mình đánh được mà chừng 8 tay này thôi là 80 quả ha. Chỗ đâu có đánh nữa. Cái giọng này là bảo đảm mấy bạn không có chỗ chứa. Vừa hôm mấy bạn thấy có quay mấy clip bằng 3 giọng lượt. Rồi mấy anh em mình giấc này về nhà nghỉ ngơi mấy bạn ơi. Đó, đánh mấy anh em mình đánh khỏe không? Đánh không có vụ thức đêm thức khuya ngồi túc đâu. Vì ra đuổi khơi khơi vậy đó cái lùm gạo. Vô ngủ khò khò sáng đi thăm tiếp. Sáng khổ đuổi nha các bạn. Sáng nó tự lũ vô dính nè. Rồi thôi mình tạm dừng clip ở đây nha. Hẹn mấy bạn clip buổi sáng nha. Sáng mình ra thăm tay này rồi mình bấm máy cho mấy bạn xem tổng kết thành quả luôn nha mấy bạn. Rồi. Sáng nay anh em mình nó đi thăm cái tay sáng mấy bạn, sáng nó có kêu mình đi 5 giờ mình lo cơm nước vệ sinh nên không có đi theo nó được. Cái này tối mình mấy con anh ta? 10 con. Tối 10 con với con cò là 11. Ừ. Sáng được 10 con cà cuốc với thêm một con gạt nữa nghe mấy bạn. Là cũng 11 luôn. Tối 11 sáng 11. Này mà thêm con đại bàng. Con này nó bự ớn. Này sắp cuối mùa nghe mấy bạn. Đánh một hai mẻ này nữa là nghỉ rồi, chuyển qua đánh con khác. Nhìn thấy lương lòng không? Rồi, thành quả của anh em mình đêm hôm với sáng nay là hai mấy con hả? 22 con tổng cộng. 22 con. Rồi thôi cho anh em kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Và tiếp tục anh em mình sáng nay đi thăm bãi gắn luồng trên nha. Có dính mình bấm máy lại những cái khoảnh khắc mà gắn dính lưới cho cả nhà xem nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Kêu dữ ngoài chạy kêu. Đó.